Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được tăng từ 1,624 triệu đồng lên mức 2,055 triệu đồng. Từ năm 2020, do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, thu ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn, mức lương cơ sở trợ cấp phụ cấp ưu đãi người có công chưa được điều chỉnh tăng. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 9 tới. Ngày 23 tháng 7, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên số hóa địa chỉ đỏ. Sau gần 4 tháng triển khai phát động, đồng loạt tổ chức ra quân, các sản phẩm tuyên truyền chuyển đổi số tại 74 trên 86 địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được hoàn thiện. Mỗi sản phẩm chuyển đổi số gồm bài thuyết minh giới thiệu về di tích, ghi hình, hoàn thiện sản phẩm video clip có phụ đề bằng tiếng Anh. Người dân và du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR tại các di tích hoặc các địa điểm công cộng là có thể tìm hiểu về tất cả các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố. Tại Thanh Hóa, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng góp hàng chục tỷ đồng với nhiều chương trình hoạt động đền ơn đáp nghĩa tới các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đã thành thông lệ, cứ tháng 7 hàng năm, các cán bộ của công ty này lại về quê quần sum họp bên mẹ Việt Nam anh hùng Lang Thị Phong, 101 tuổi, nhiều năm nhận phụng dưỡng, công ty luôn chăm lo đầy đủ, chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho mẹ. Các anh các chị cũng hết sức giúp đỡ. Qua nhà đến ngày 27 tháng 7, Tết Nguyên Đán, các anh cũng, các chị cũng đến thăm. Tôi cũng rất là cảm ơn từ nhà máy đường Nam Sơn. Công ty đã nhận phụng dưỡng 99 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra vào các ngày dịp lễ Tết 27 tháng 7, Tết Nguyên Đán, thì công ty cũng đã thường tổ chức thăm và tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng. Những ngày tháng 7 tri ân, thương binh hạng 3/4 Bùi Sĩ Mày, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương lại vui mừng phấn khởi khi được thăm hỏi động viên và tặng quà. Trong thời gian tới thì cũng rất mong muốn các tổ chức đoàn thể, các cơ quan đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa đến cái công tác an sinh xã hội của huyện nhà, đặc biệt là công tác chăm sóc người có công. Công tác đền ơn đáp nghĩa thời gian qua đã từng bước huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Những hoạt động tích cực ấy đã tạo điều kiện cho hàng vạn hộ chính sách vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn hộ đói nghèo thuộc diện chính sách. 99,8% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân dân cư nơi cư trú. Trước thực trạng thiếu hàng trăm giáo viên mầm non, tỉnh Phú Thọ sẽ tuyển dụng 816 chỉ tiêu giáo viên mầm non trong năm 2023. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh hiện đang thiếu 927 giáo viên mầm non. Năm học 2022-2023, Phú Thọ có 80.000 trẻ em mầm non đi học, trong đó 100% trẻ mầm non trên địa bàn học 2 buổi một ngày. Với số trẻ đến trường như trên, một giáo viên mầm non phải đảm đương gần 20 trẻ và phải làm việc 10 đến 12 tiếng một ngày. Tại tỉnh Hải Dương, những tháng đầu năm 2023, do phần lớn các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất kinh doanh, nên doanh thu của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tăng cao. Doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Hải Dương ước đạt 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp FDI nộp 226 triệu đô la Mỹ vào ngân sách nhà nước, tăng 2,7%. Tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI ước khoảng 320 triệu đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lũy kế vốn đầu tư thực hiện đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Hiện toàn tỉnh Hải Dương có 504 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 9,3 tỷ đô la Mỹ. Những ngày cuối tuần, lượng khách về du lịch tại Đà Nẵng khá đông, đặc biệt với lợi thế có nhiều bãi biển đẹp, biển Đà Nẵng dịp hè rất hút khách du lịch. Để du khách thoải mái tận hưởng mùa hè tại các bãi biển Đà Nẵng, những tiện ích đã được nâng cấp, công tác cứu hộ biển bảo đảm an toàn cho du khách và an ninh trật tự tại các bãi biển cũng được tăng cường trong mùa cao điểm du lịch hè. Mỗi vị trí cứu hộ thì chúng tôi bố trí từ 3 đến 5 đồng chí, 5 đội viên cứu hộ để chúng ta hướng dẫn về dây phao, hướng dẫn về cờ hiệu, chốt trực ở phía ngoài xa, một vị trí như thế. Và hiện nay ở hai cái tuyến biển Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Giáp thì chúng tôi có gần 100 đội viên đội cứu hộ
túc trực trên các bãi biển công cộng. Chụp ảnh và check-in rất phù hợp và biển rất an toàn, sạch sẽ. Dịch vụ ở Đà Nẵng rất là tốt và đầy đủ là mọi loại hình vui chơi giải trí. Du lịch hè biển Đà Nẵng đã trở thành điểm đến hấp dẫn thú vị với nhiều du khách trong nước và quốc tế. Hiện thành phố cũng đang hướng đến phát triển các mô hình trải nghiệm, kết nối các hoạt động văn hóa giải trí trên bãi biển để thu hút du khách. Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào tạm biệt.